hay những người căng đây không bao giờ ai nghe Thanh Thanh ơi tại vì chúng nó ghen quá Thứ nhất chúng nó ghen quá Nó không làm gì được uh, tổ quốc mình Bây giờ nó ăn không được thì nó đạp cho đổ Thứ hai nữa chúng nó là coi như là đường cùng của chúng nó rồi Vì nó biết nó không về được tổ quốc mình nó không nó biết là nó không về được tổ quốc mình nó như một kẻ không nhà không chợ không không có nhà ấy mà đâm ra thành bây giờ nó làm đủ cách đủ trò để nó kêu gọi đồng bào kêu gọi bà con để phá Việt Nam à, phá chính phủ Việt Nam nhưng mà phá không được, chúng nó chỉ mơ hồ thôi, chúng nó là một số nhỏ thôi. Trời ơi, Thanh Thanh phải nhớ cái thời chiến tranh như vậy bom có nhiều Mỹ cung cấp đầy đủ vũ khí đầy đủ bom đạn đầy đủ tiền bạc như vậy mà chúng nó còn không làm ăn gì được thì bây giờ ấy mà đừng có mơ tưởng đừng có ảo tưởng muộn rồi cái thời gian năm 75 Việt Nam khổ sở như thế mà cái lúc ý là để cái lúc cho chúng nó chiến thắng đấy mà nó còn làm không được không chi cái 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 thời thời buổi này Việt Nam tự do sung sướng đầy đủ vũ khí đầy đủ hết tất cả nhìn bảo nó lên trên mạng nó nhìn Việt Nam các vũ khí Việt Nam hiện đại bây giờ có đấy bảo nó nhìn lại đi trước khi nó nói lật đổ Việt Nam nói mà chả biết xấu hổ đứa trẻ con Việt Nam nó cũng chả nói các cái câu ý tại vì nó biết là không làm gì được làm sao mà lật đổ được ông 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 cộng sản Việt Nam trời ơi nó cứ ảo tưởng nó ảo tưởng 43 năm rồi bảo cái ảo tưởng của, của chúng nó quá xưa rồi vì nó không có tổ quốc đâm ra thành nó lúc não ảo tưởng về lấy việt nam để là để trở thành tổ quốc của nó trời ơi chúng mày chỉ ảo tưởng thôi chúng mày không hành động được đâu người ta bảo chó sủa ấy thì chó không cắn đâu mà người ta không sủa người ta bị cắn mình đâm ra cái bọn này nó chỉ sủa mồm to thôi nhưng mà nó chả có làm gì được đâu đâm ra thành nó nó chỉ ngồi xa mà nó sủa lên nó, nó ngu tối vô cùng là ngu nó càng sủa bao nhiêu thì người ta biết nó càng ghen bấy nhiêu nó càng ấm ức bấy nhiêu đây là không phải nó chống mà đây là một cái cách của chúng nó ghen tối vì nó nó muốn coi như là cai trị cái đất việt nam mà nó không được cai trị thì bắt đầu nó mới nó mới chửi bắt đầu nó kêu hò bà con coi như là làm bậy làm bạ để bỏ tù bà con nó nói chung nó dã man lắm cái thời mà cái, kể cả cái thời ngụy đấy chúng nó đã dã man rồi mình mình ở đây mình có chơi cả người trong nam đấy người ta nói là bất kể nó vào một nhà nào mà nó không ưa người ta đấy chỉ không ưa người ta thôi mà bắt đầu nó vu vạ cái nhà ấy có cộng sản là nó bắn cả gia đình nhà người ta chết à đấy nó quá dã man ờ... không, nó quá dã man đi tại vì là một khi mày đã nghi ngờ có cộng sản trong cái gia đình ấy thì mày phải bắt sống người ta chứ mày không thể lấy cớ nào mà mày giết được cả gia đình nhà ta cả, thấy không? đấy nhìn cái nhìn cái hành động chúng nó làm cái thời ý phải hỏi những người lớn người ta kể cho cái cảnh cái thời gian người ta phải sống qua cái chế độ ý cực khổ như thế nào mà sợ hãi như thế nào, chết sống trong tay của chúng nó. Mà bây giờ nó đòi hỏi kêu gọi bà con theo nó. Ai mà dám theo bọn này? Bọn này mà nó mà nó làm chính trị thì đã nói mà. Bọn này nó mà làm chính trị, nó quá ít tuổi đi để để nó làm chính trị, nó chưa đủ tuổi. Nó muốn làm chính trị thì nó phải sang Thứ nhất nó phải sang Trung Quốc này, thứ hai nữa nó phải sang à, Liên Xô này. Nó học về chính trị đi, xong rồi về nó nói chuyện. Chứ còn đâu bọn này làm sao đủ tuổi làm chính trị mà bọn nó đâu có giai cấp gì đâu để mà coi như là giả, giải hòa với chúng nó. Chúng nó làm gì có một cái cái cái, cái tổ quốc nào đâu để mà nó cắm cái cái, cái 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 ba que của của chúng nó lên. Bao giờ chúng mày có tổ quốc ý thì chúng mày mới nói chuyện. Chứ còn đâu chúng mày chưa có tổ quốc để cắm cái ba que của chúng mày lên ý Thì chúng mày Chúng mày dẹp đi, chúng mày xấu hổ Tao tao nói thật chúng mày Nói về xấu hổ chúng mày không hiểu đâu Phải nói về mắc cỡ Thì chúng mày mới thấm thế Hiểu không? Cái ba que Cái vải vàng của chúng mày mà Tao nói thật chúng mày mà Lâu nhà tao chưa chưa còn chưa được Chứ đừng nói là 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 có tổ quốc nào có một cái một cái quốc gia nào chứng nhận cái vải vàng của chúng mày là lá cờ không hay là tự chúng mày đặt lên hả cái cho vào dị vãng đi chúng mày cho vào lịch sử đi nó quá khứ rồi bây giờ chỉ là rẻ rẻ rách lau nhà người ta thôi đừng gọi là lá cờ lá cờ mà cứ chạy rong rong ngoài trước cửa nhà trắng nhà ch uh, chúng mày chả biết xấu hổ chả biết mắc cỡ mỹ nó phải khinh chúng mày chúng mày nhìn thấy không ở ngay tại cali đấy ngay tại bên mỹ dân mỹ nó đâu có vào khu chúng mày đâu nó ghê tởm chúng mày à nó lạ gì mặt chúng mày nữa mà chúng mày chả biết xấu hổ mày nhìn lại đi cái khu chúng mày ở có mỹ vào không có ra thì được mà đến tận bây giờ chúng mày trên răng dưới rái ta phải nói câu bậy với chúng mày là chúng mày chỉ trên răng dưới rái thôi, chẳng có cái gì để mà chúng mày, uh, chúng mày đã uh, chống cả, chúng mày muốn uh... chống về chống uh... bố, chống mẹ, chúng mày ta à, hùng mạnh như vậy mà chúng mày cứ kêu, chúng mày chống rồi kêu là bảo uh, bỏ, bảo, uh, bảo ông trọng xuống, bảo bà ngân xuống, xuống 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 xuống, xuống bảo bố, chúng mày, chúng mày biết không? Ở đấy ông bà ông 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 trọng ông sẽ xuống đấy bà ngân xuống đấy đang đợi chúng mày về để 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 bàn giao cho chúng mày chúng mày coi như là cai trị đấy Nói mà chả biết xấu hổ. Mẹ trình độ thì chẳng đi đến đâu mà lại dám nói là bà ngân đi xuống. Mày muốn nói bà ngân với cả ông trọng đi xuống gì? Mày phải mở cái đài của người ta ra cái cách cái cách của người ta nói về xây dựng đất nước như thế nào đất nước nhờ người ta mới được giàu mạnh như ngày hôm nay nhờ người ta mới được tự do như ngày hôm nay mày biết không chứ chúng mày đừng ăn tục nói phép chúng mày làm ăn gì được mẹ ngay bên mỹ chúng mày nhìn cái cách chúng mày sống đấy chúng mày sống đã đầy đủ chưa mà chúng mày kêu là cai trị cả một nước 90 triệu dân mẹ mày thế mày bỏ dân chết đói tao nói thật chúng mày thế để cho chúng mày cai trị chỉ dân chỉ chất đói thôi mà để cho chúng mày cai trị mày lại giết dân như ngày xưa thôi à như thời như thời ngụy thôi à chúng mày nói cứ như là chúng chú mày nói cứ như chúng mày đang mơ ấy mẹ chúng mày ghen tối Việt Nam được cái tự do Việt Nam quá tự do đi quá sung sướng đi quá hòa bình ngay bên Mỹ còn chưa được hòa bình mày biết không ngay bên Mỹ ta chỉ nói bên tư bản đấy mày nói là hòa bình mà bên Mỹ tự do cái gì mà còn chưa được hòa bình chưa được tự do đấy mày biết nó cầm súng nó bắn bao nhiêu học sinh không nó bắn bao nhiêu người chết không cũng như những đứa mà nó bốc xúc như những đứa ngu tối ở tại Việt Nam bây giờ đấy đấy nó đứng lên nó bốc xúc nó bắn dân nó chết đấy thì cũng y hệt như Việt Nam bây giờ có những đứa nó bốc xúc bây giờ mà nó nghe chúng mày đấy vì chúng mày gửi đô về mà nó, nó 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 nghe chúng mày nó làm theo chúng mày thôi mà nó nhớ vì chúng mày mà chúng mày bỏ tù nó thôi mày biết không chúng mày dã man lắm Đem ra mày đừng có nói là tư bản bên mỹ tư bản bên, bên mỹ tự do mày nhìn thấy bao nhiêu người chết oan bên mỹ không mẹ mày mày ngu tối thế nó vào trường học nó bắn toàn những người coi nhờ học sinh những đứa coi ở những người vô tội thôi mày không mày mù à mày không mày không nói mày không mày không nói sự thật bên mỹ à ngay bên Canada tao đây này nó cũng cầm súng nó bắn đây này mày tự tự do à Việt Nam mày có nhìn thấy ai cầm súng bắn không hả mày 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 con vật đấy con người mày phải biết nhìn nhận mà mày phải nói sự thật chứ mày con người mà mày không biết nói sự thật thì đúng mày 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 là con vật rồi mày nói mày phải có lương tâm để giúp mày thương người ta mày phải nói sự thật để cho người ta hiểu để người ta tránh cái 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 tù tội chứ mày đừng có lôi kéo người ta vào tù tội mày biết không cái đó là cái dã man của chúng mày đấy mà chúng mày bao bốn bốn mươi mấy năm chúng mày dã man rồi đến tận bây giờ chúng mày vẫn còn dã man bao giờ chúng mày hết dã man đây hả mà gặp chúng mày đâu là chúng mày cứ kêu là sắp sửa hòa bình rồi sắp sửa hòa bình rồi 43 năm rồi mà đến bây giờ vẫn cứ sắp sửa Mẹ tao đã bất chấp chúng mày Nghìn năm chúng mày cũng không làm được Còn tao còn mày Thời gian trả lời mày Mày biết không 43 năm rồi Con ạ à, 43 năm rồi con chả làm được gì cho cho đồng bào cả Mà con chỉ phá hoại cho đồng bào thôi Chỉ cho cho đồng bào vào tù thôi Mày ác ôn mẹ, có ác thì ác vừa thôi chứ mày ác mày ác quá ác đi mày ơi mày ác quá ác mày ác với cả người việt quá dã man người ta đâu có làm gì mày đâu mày nhờ người ta mày chỉ cầm mấy đồng mày không có tiền mày xem mày nói người ta có nghe không loài vật mày cứ tung tiền ra để mày mua chuộc người ta mày thử không có tiền mày mày nói xem người ta có làm như mày là nói không hả cái thằng vật chúng mày giờ thủ đoạn chúng mày sống rất thủ đoạn với dân rất là dã dạ man với dân 43 năm rồi mà mày vẫn cứ dã dạ man 43 năm rồi mà mày cứ kêu là sắp sửa rồi chúng mày nói mà chả biết mắc cỡ chúng mày cứ giữ Việt Nam chỉ bằng thừa chỉ chật đất Việt Nam chứ cái chúng mày chỉ ăn tục nói phép cứ kêu hò bà con làm 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 bậy làm bạ mẹ chúng mày Tao ở bên này mày cái luật của mày với luật của tao giống nhau mày biết không? Mày đừng có tưởng tao không biết luật gì bên này. Tao ra mặt đấy xem chúng mày làm gì tao. Một cái luật bên này hơn là luật cộng sản, mày biết không? Bố mày cũng không dám sợ đến lông chân tao. Mẹ mày tao nói cho mày địa chỉ nhà tao đấy xem mày dám đến nhà tao không? Hay là chúng mày nhìn thấy cảnh sát chúng mày còn sợ hơn là bố chúng mày chết. Cảnh sát Việt Nam hiền lành cái cái luật Việt Nam quá dễ dàng chứ cái luật bên này á bố mày cũng chả dám giờ sợ đến lông chân tao mày biết không chúng mày làm tao biết tao rồi gì đến chỗ làm tao thôi chỉ cần đến chỗ làm tao hay đến nhà tao thôi mà chúng mày cũng còn chả dám mà chúng mày kêu là lật đổ một 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 quốc gia mẹ chúng mày chỉ ăn tục nói phép không lo sợ đi ra đường cũng không lo sợ đấy Chúng mày cứ chửi Cộng sản đi Đấy Cộng sản làm được như thế đấy Mà tư bản có làm được như vậy không Tao hỏi chúng mày thế Cộng sản mày cứ lôi hơi Chúng mày ỉa không ra chúng mày chửi Cộng sản Đấy không ra chúng mày chửi Cộng sản Kiểu gì chúng mày không vừa lòng Chúng mày hơi tí Cộng sản Cộng sản Nhờ Cộng sản chúng mày với được cái hòa bình Mà nhờ cái Cộng, cộng sản chúng mày mới được cái sung sướng như vậy Tự do như vậy mày biết không không có cộng sản chúng mày Tao nói thật chúng mày mà để cho cái bọn ngụy mà nó 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 giải phóng miền bắc Tao nói thật chúng mày sống điêu đứng với cả trong cái chế độ uh, 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 chế uh, chế chế độ uh, ngụy à chứ không phải là sung sướng gì đâu mày nhìn thấy bao nhiêu thời ngụy không người ta đi ăn hạ bọn một cái bọn mà lính ngụy nó đi vào nhà hàng nó ăn mà nó không chịu trả tiền nó đứng dậy nó cầm súng là coi như bà con sợ hết hồn rồi là nó bắn ngay à mày thấy có 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 chế độ nào mà sống dã man như vậy không mà cộng sản đã làm thế với ai chưa hả chúng mày hơi tí cứ chửi cộng sản mày cứ kêu cộng sản ác cộng sản ác với ai đã bắn ai chết như thế chưa hay là tự mồm chúng mày đặt lên hả mà trong khi cái lúc mà hòa bình giải phóng miền Nam Mày nhìn thấy bộ đội đã bao giờ bắn một người dân nào chết chưa? Hả? Chúng mày cứ toàn ăn đứng dựng ngược mày đấy Mày nhìn cái người ta ác hay không ác Mày nhìn cái lúc màu hòa bình ý Người ta giải phóng miền Nam ý Người ta đã bắn một ai chết trong thành phố Sài Gòn chưa? Hay là bất kể một miền nào chưa? Đấy, cái đó là cái bằng chứng cho chúng mày nhìn đấy Mày biết không? Mà chúng mày coi như là chúng mày tự chúng mày giết dân chúng mày rồi mày cứ cứ coi như ông trọng với cả bà ngân muốn mang kể cả mày biết không ngay bên này này tao chỉ có nói đơn giản bên này này thằng tàu nó sang đây nó mua hai thành phố hai thành phố ở bên Canada nhá Vancouver với cả Tô nhá nó mua hai thành phố đấy mà cái chỗ làm tao đây này cái bọn mà chống cộng ấy nó nói là Ô, tàu nó sang bên uh, Tôn Tôn nó mua nhiều nhà. Mình à, bảo ơ, ừ, nó okay. mua cả cái thành phố Tôn Tôn đấy. Canada sắp mất, uh, Canada mất rồi đấy. Mất với thằng tàu, thằng tàu nó sang nó chiếm rồi đấy. Mất tàu rồi đấy. Sao bà con không đứng lên uh, biểu tình đi? Bà con không uh, uh, hò hết là... Ô, uh, mất Canada rồi. Thế là con đi nó... Thế là cái người mà làm cùng với mình đấy. Nó im đấy. Chứ chúng mày này... Uh, tàu nó mang tiền vào bất kể một quốc gia nào nó mang tiền vào làm ăn với mình mà kinh tế cho đồng bào vững vàng ấy sẵn sàng bắt tay với người ta chứ không bất kể một ai người ta mang tiền vào dạy gì làm sao mà mình không làm ăn người ta ngu thế hay là mày biết người ta sẽ làm ăn giàu có đất nước giàu mạnh chúng mày ghen rồi chúng mày cứ hô hào là bán nước bán rồi đấy việt nam bán rồi đấy Bây giờ là không phải người Việt ở đâu mà tàu ở đấy. Chúng mày về chúng mày chiếm đi. Chúng mày cứ toàn bố láo. Toàn toàn coi như là toàn là dựng lên cho Việt Nam thôi. Việt Nam có xây ba ba đặc khu là tốt cho người dân. Thứ nhất là mang việc vào cho dân, thứ hai nữa giàu mạnh đất nước. Thứ ba nữa cái đất đi nó sẽ phát triển. Nó sẽ giàu mạnh lên cái khu ý, mày biết không? chào anh Bình Dương chứ người ta coi như là người ta muốn đất nước vươn lên chứ người ta không muốn đất nước ở cái đất nước lùi lại như cái thời chiến tranh thì chúng mày coi như là muốn muốn coi như là kêu gọi đồng bào để coi như phá dối phá dối tao nói thật chúng mày người ta chưa ra tay đâu người ta ra tay nhá. tao nói thật mày cộng sản không để cho chúng mày thoát đâu nhưng mà người ta còn thương lượng đấy chứ không phải là người ta sợ chúng mày đâu tao sống qua cộng sản rồi, tao hiểu cái đường lối cộng sản đi mày biết không? chúng mày không bao giờ bịp được tao đâu. cộng sản rất có lương tâm với con người, rất là thương người mày biết không? thời chiến tranh tao trải qua thì chiến tranh tao biết cộng sản như thế nào, mà tao biết thời ngụy như thế nào, người ta kể tao hết mà tao biết hết mày, chúng mày đừng có lừa bịp tao được. cộng sản rất là thương người mà rất là mà mà rất là tế nhị mà rất là là đại lượng với dân mày biết không chúng mày đừng có lừa bịp cộng sản lúc nào cũng chỉ muốn cho dân sung sướng cho dân coi như là giàu mạnh bây giờ đất nước mình hòa bình rồi yên ổn rồi thì bây giờ người ta muốn đất nước là một đất nước coi như là lông nghiệp chứ không phải là một đất nước nghèo khổ thì người ta phải lôi đà đồ lôi các 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 nước vào các quốc gia vào để làm ăn thì là là tốt cho nhân dân thôi tốt cho chính ở uh, tốt cho đồng bào thôi đồng bào có công ăn việc làm chúng mày ghen tối. chúng mày không muốn người ta có việc cơ. chúng mày lấy cớ để chúng mày nói là ô Việt Nam mất nước rồi Việt Nam mất nước rồi thằng tàu vào mua tàu nào vào mua ai bán cho thằng tàu mà chúng mày cứ đặt lên vậy bịa đặt lên Chúng mày cứ dựng lên vậy. Mà đứa ngu với nghe mày thôi. Chúng mày cứ thấy đất nước bây giờ quá giàu mạnh đi, Việt Nam mình giàu mạnh quá nhanh, phát triển quá nhanh đi, đâm ra thành bên Canada này nếu mà Việt Nam mình nhá mà thu thuế được như là Canada thu thuế được nhá thì Việt Nam mình giàu mạnh gấp bao nhiêu lần Canada. Canada vì nhờ nó thu thuế được của dân nó lấy của dân không còn một cái gì không lấy một bất kể một cái gì nó cũng thu thuế vì vậy mà nó mới có ngày hôm nay như thế này nếu mà nó không thu thuế được của dân nhá không bao giờ nó có cái đường đi đàng hoàng như thế này được Việt Nam mình Đấy. chả thu thuế được ai mà xây xây đường Đấy. đi xây cầu xây xây nhà xây đường xây cầu cho cho dân thế ta hỏi mày tiền ở đâu ra hả chúng mày không đóng không ai đóng góp cả tự tiền của chính phủ có để mà xây dựng cầu cống xây dựng đường xá cho bà con tao hỏi mấy tiền ở đâu